Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở ô ly bài tập toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 35 luyện tập cộng trừ có số 3. Bài số 1 viết kết quả phép tính vào ô trống. 1 2 3 4 nó là cộng đúng không? Cộng tiếp là 5 6 7 này nữa là 8. 1 2 3 4 5 6. 6 ta trừ cho 2. Vậy ta gạch đi bớt đi 2 đi đúng không? Trừ đi 2 gạch bớt 2 như vậy còn lại là 1 2 3 này là 4. Này trừ là trừ 3 đúng không? Gạch 1 2 3 trừ tiếp cho 1 nữa gạch 1. Vậy còn là 1. Bài số 2. Vẽ thêm các tam giác cho phù hợp với phép tính. 7 ta trừ cho 3 bằng 4. Vậy ở đây là cần 7. Vậy hiện tại nó có 3 rồi. Như vậy chúng ta vẽ thêm đếm thêm nè. 3 4 5 6 7. 7 ta trừ cho 3, hiện tại đây có 1 2 3. Còn này là cộng 3 là cộng 6, như trên là mới có 1 à. 2 3 cộng 6, 6 dưới hiện tại có 2 rồi. 3 4 5 6. Còn dưới này là 6 ta trừ cho 3, như trên là hiện tại có 2 rồi, chúng ta vẽ thêm 2 này. 3 4 5 6. 6 là trừ cho 3 vậy có mới có 1 2 3. 6 trừ 3 bằng 3. Bài số 3. Vẽ thêm 4 hình vuông rồi hoàn thành phép tính. Vẽ thêm 4 hình vuông đúng không? Vậy là đây là 3. Vẽ thêm 4 nữa. 1 2 3 4 4 5 6 7. 7 là cộng với 2 ở dưới, đó là 9. Rồi. 1 2 3 4 4 đây là 5. Đó. 40 là 5. 5 là trừ 3, 1 2 3 bằng 2. 1 2 3 4. 41 nữa là 5. 5 ta cộng 1 2 3 là bằng 8. Chúng ta qua bài số 4. Hoàn thành kết quả các phép tính sau. 3 ra cộng cho 0 là bằng 3. 3 là cộng 4 bằng 7. 10 ta trừ cho 3 là bằng 7. 3 là cộng 1 là bằng 4. 3 là cộng cho 5 là bằng 8. 9 trừ 3 là bằng 6. 3 là cộng cho 2 là bằng 5. 3 là cộng 6 là bằng 9. 8 ta trừ cho 3 là bằng 5. 3 cộng 3 là bằng 6. 3 cộng 7 là bằng 10. 7 là trừ 3 là bằng 4. Bài số 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 2 là cộng 3 là bằng 5. 5 là cộng thêm 4 nữa là bằng 9. 3 trừ cho 1 là bằng 2 nè. Được. 2 ta cộng cho bao nhiêu bằng 6. Vậy 2 ta cộng cho 4. 4 ta cộng 3 bằng 7. 7 ta trừ 1 bằng 6. Rồi chỗ này. Chỗ này chúng ta lấy con số gì ta trừ cho 3 rồi ta cộng cho 1. Vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ có là 4 ta sẽ cộng cho 1 là bằng 5. Như vậy là con gì chỗ này ta trừ cho 3 là bằng 4. Đó. 7
7 trừ 3 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5. Rồi chỗ này chúng ta có là trừ 3 rồi trừ 2 nữa. Như vậy tổng cộng là chúng ta sẽ có trừ 5 luôn. Trừ 5 như vậy là 8. 8 là trừ 3 là bằng 5 này. 5 là trừ 2 là bằng 3. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.